Về nhà, bố mẹ có chuyện muốn nói. Bố mẹ muốn nói chuyện gì thì cả nhà mình nói chuyện riêng. Để con đưa Thi về, con không muốn bố mẹ xúc phạm Thi. Anh muốn bảo vệ con bé đến như thế thì anh phải hành động nghiêm túc ngay từ đầu chứ. Anh tưởng chuyện hôn nhân là trò đùa à? Chuyện con cái là trò trẻ con à? Hả? Mình, lỗi này cũng là tại em. Mình cứ bình tĩnh đã, có gì về nhà từ từ nói được không? Mà anh có cái gì? Có cái gì mà nghĩ đến chuyện hôn nhân hả? Bố, con tự tin con có đủ khả năng để nuôi vợ con. Anh tưởng một cái nhà hàng ấy là to à? Nếu như không có khách của tôi và anh trai anh tìm cách kéo đến thì liệu cái nhà hàng ấy có trụ vững được không? Nhiệm vụ của mẹ với chị con coi như đã xong. Mẹ cũng bớt lo phần nào. Giờ thì con có nhiệm vụ là phải làm cho mẹ nở mày nở mặt. Mẹ đã từng ở trong hoàn cảnh giống như Thi, nên chắc là mẹ cũng hiểu tâm trạng của Thi khi bị mẹ chồng phản đối, đúng không ạ? Mẹ cũng đã từng yêu, yêu bố con hết mình. Cũng đã từng bị bà con phản đối không cho cưới. Lúc đó thực sự là mẹ không muốn sống nữa. Nhưng anh con chính là động lực để cho mẹ sống tiếp đấy. Con hỏi mẹ nhé. Theo mẹ thì cho đến cuối cùng bà đã quyết định chấp thuận đám cưới của bố mẹ là vì bà bao dung, hay là vì bố mẹ không cho bà sự lựa chọn nào khác ạ?